mà mọi người mà muốn nạp kim cương mọi người nhắn tin vào Zalo cho Phong nhá. Thỉnh thoảng anh em comment số điện thoại cho anh em của Phong biết đường, anh em còn nạp kim cương á. Không anh em, nhiều anh em không biết nạp á. Ơi. Anh nạp 5 triệu là bao nhiêu kim cương? Anh nạp 5 triệu được hơn 10.000 kim cương. Ừ, bên đấy mà em mà có du sờ thì bảo cứ nhắn tin cho anh Hoàng Phong vào Zalo nhá. Ok. Chiến nhá. Ok, chiến nhá cả nhà ơi. Ok ok. Chơi nhá. Âm nhạc bắt đầu. Cảm ơn Hổ, em cảm ơn ạ. Thank you anh Hổ nhá. Cảm ơn Đức em. Hello cả nhà mới vô ạ. Bi bảo gì đây? Cho em ghi sổ con rồng anh ơi. Được luôn. Chào em Liễu nè, chào cả nhà mới vô. Em cảm ơn anh Leon nhá, anh Hổ đúng không? Mình yêu anh Hổ, gọi là Leon cho uy tín nhá. Cảm ơn Linh Bồi nhá. Cảm ơn Đức em. Đeo kính lên anh ơi. Vãi cả lìn chúng anh ơi. Chúng gì đấy? Chúng gì? Hổ chúng gì? Ui chúng 115 lần à? Bên này ba con nhé. Đập chúng 115 là cái gì hả mọi người? Các anh chị bảo đập chúng 115 là đập chúng cái gì? À đập chúng 115 viên KC. Chuông. Đúng rồi chúng mà. Chúng ơi tặng Kimmy. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Cảm ơn Đức em. Không ai cứu được em đâu em ạ. À. Anh em nào lo cho anh em hai bị đậu gái nhỉ. Cảm ơn ngoan ngoãn ạ. À. Hay quá. Hay quá Hổ ơi. Cảm ơn Hổ, cảm ơn Hương ra đi. Xong quay xe á. Xong quay xe sớm đi. Cảm ơn anh Tê Amat ạ. Chị Zippo bảo là mẹ thằng Phong mày đi chơi bê cây toàn mày không có đối thủ cho chị chơi thôi. Hơi buồn đúng không? Cảm ơn anh Mr. Hải ạ. Có anh Top bên kia đó. Anh Top ơi đừng phút cuối nhá. Không thấy hiệu ứng nhỉ? Đúng rồi, sao lại không thấy hiệu ứng nhỉ? Sao Thơm Kid Me lại không thấy hiệu ứng nhỉ? Hải anh em. Cảm ơn Đức em. Chết rồi, chơi những quả kèo này chị Zippo chị để không được xem luôn. Khả năng là phải đầu tư cho chị Zippo quả anh Blue đi nhờ. Thỉnh thoảng anh Blue phải lên làm tí về ba mù bắt cho chị Zippo chị xem tí. Chị toàn để anh em ơi người này ông nào đăng ký đi. Cẩn thận mọi người ơi, cẩn thận nhá. Không có ai hết, em mới ra anh xong mà. Vang nè. Ui dồi ôi, may quá. May quá em ạ, à. Anh em bọn anh nhặt rồi. Thế thì em xem như nào, em trả kèo anh em bọn anh phát nhá. Đi đi thay áo đi em. Ok. Em áo thun mặt. Ok, em đi thay cho anh cái áo phông trắng ấy nhá. Là được không? Ok ok. Trả kèo Thảo Phạm chưa? Vừa sang trả kèo rồi lại thua tiếp đi gì anh em? Thua một kèo, thắng một kèo rồi. Ừ. Xong rồi anh em ạ. Cảm ơn Hổ, cảm ơn em nha. Thank you cả nhà rất nhiều.
Em này dễ thương thế nhỉ? Số Zalo nạp kim cương là 0965 966 333 anh em ạ. Em này chơi kèo gì nhở anh nhỉ? Em này chơi kèo gì nhở? Ô buồn nhỉ? Anh Phong kêu ạc phụ đi. Kèo lúc còn ở trong khu cách ly á. À. Kèo trong khu cách ly là kèo gì nhỉ anh em nhỉ? Có bộ đội sao hay nhỉ anh nhỉ? À, sóc đĩa, sóc đĩa. Đúng rồi, sóc đĩa. Không, sóc đĩa. Úp bát, úp bát. Cưới thằng Tây cho chị Zippo Phong ơi. Chịu cơm. Hello anh học sinh ngoan nhá. Hello mọi người. Câu bị hâm à? Anh Phong chưa đổi tên à? Phong vừa lại bị thua anh em ạ. À. Anh chào Bin nhá, chào em. Ừ. Ok em. Nói là chúng mày sợ tao chưa đúng không? Đúng rồi. Em bỏ cho anh miếng dán chưa? Em không mặc miếng dán mà. À, rồi ok em. Nhà em hết miếng dán không có mặc đâu anh ơi. Ok ok. Chúng mày sợ tao chưa? Đứng gần đây nào, đứng gần tí nào, đứng gần đây đi. Đứng thẳng lên nào. Úi ơi, chúng tao chưa sợ. Đẹp quá nha. Đẹp quá mọi người ạ. À. Chết mẹ rồi, mù. Mù hết mắt anh em rồi. Học hết người rồi. Má nó chất trời thật đấy. Không kịp à.